Xin chào chị em. Chúng tôi giới thiệu đến chị em chiếc đồng hồ Geneva khá là cổ. Đấy. Cấu trúc đồng hồ các bạn nhìn thấy trên mặt số trắng, có 3 kim, có dạ quang, ngoài ra chả có gì cả. Không có vạch chỉ giờ, cũng chẳng có gì hết. Mặt số trắng vân ánh sáng rất là đẹp. Đấy, đơn giản. Chiếc đồng hồ này mà thay cái dây da vào thì chắc là rất là thích đây. Mặt số gì như vậy, viền thì mạ vàng. Đấy, phía sau thì không đề gì cả. Nắp trong thì có đề là chữ Geneva và chạy máy quắc của Seiko Nhật Bản đời đầu PCM1A. Cái viền tròn của đồng hồ xem nào, mình xem nào, nó khoảng độ tầm 24 mm, kính cong lồi. Đấy, chiếc đồng hồ chúng ta đây, mình nghĩ là thay dây da vào thì cái đồng hồ này sẽ rất đẹp.